đâu dễ dàng nói ra nên lời, rằng trong lòng anh từ lâu cũng thấy rối bời. Nhưng hai ta nên chẳng chẳng thế tôi em à, từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương. Ngày anh thấy thấy tim đập nhanh lúc bên em là anh đã biết biết anh chẳng có một đường lối. Thấy thấy như chẳng sáng với ô tô vì gặp em là anh chỉ đổ mà thôi. Nên em định viết chia thư tình để thấy em nói hết tâm tư trong mình. Mong em đừng nói những lời từ chối, anh chỉ cần biết tâm tư anh thế thôi. Để đáp lại thì sẽ đỡ được tồn tại.